Xin được kính chào quý bà con, quý chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình là giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý chị các bạn cùng tham khảo. Thương mại cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng. Thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả có một số là nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số là nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách ghé qua trong kênh để xem. Thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, thì hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá đang có nhiều chiều hướng là duy trì ổn định ở mức giá cũng khá cao nhé bà con. Đặc biệt là ở mặt hàng thanh long ruột đỏ, thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì lỗ 1 dao động từ 30.000 đến 32.000 đồng một ký. Loại 2 dao động từ 25 đến 26.000, loại 3 dao động từ 20.000 đến 21.000 đồng một ký. Tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Đây là hình giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vườn nhé bà con. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký tùy theo từng nơi. Đây là giá tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long khu vực miền Tây. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột trắng hôm nay thì hàng đẹp dao động từ 15 đến 17.000, hàng sàn thì đang có mức giá dao động từ 12.000 đến 14.000. Thanh long ruột trắng hàng dạt hiện nay thì dao động từ 5.000 đến 6.000 đồng, từ 5.000 đến 6.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Đây là giá tại khu vực miền Tây. Còn thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 14.000, 15.000, 16.000, bò sàn thì 12.000, 13.000, 14.000, hàng thường thì 9.000, 10.000, 11.000, hàng dạt dao động từ 5 đến 6.000 tùy theo từng khu vực. Còn thành giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 28 đến 30, loại 2 dao động từ 24 đến 25, còn loại 3 dao động từ 19 đến 20.000 đồng một ký tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Đây là giá tại khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận thì hàng dạt hiện nay dao động từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con.